Nay đổi xe rồi hả? Đổi xe lâu chưa? Rồi xe kia bán lại hay là để cho ai? Ồ, mướn hả? Ồ. Trong lúc chờ đợi là chú cắt sẵn cho chờ con tới. Chú cắt ra luôn. Để về không phải công. Bây giờ con lụm những cái ổi rời này con bỏ vô trước đi. Chú ít có về đây lắm. Giờ chú ở trên kia. Ừ. Bữa chú làm răng cái cho chú uống một lần 4 viên trụ sinh đó. Dạ. Ok, làm cho chú bị lét qua tử. À ha. Thành thử chú về đây rằng có gì là đi emergency phải không? Nó gần cho nó. Chú không gặp trụ sinh đó đó hả? À ha. Con coi coi lần sau kêu sao? Cái trụ sinh tên gì chú nhớ không? Không, chú quên rồi, cái con về coi cho. Cái này mà để con về con đâu có thời gian đâu, con cắt ra. Nhãn năm nay là mất ăn, chỉ được ăn đợt đó thôi à. Dạ, là hết luôn rồi. Hết đó. Bởi vì trễ một chút là bị sốc, bị quả hết à. Nếu chú khó ở đây á, dạ, thì sáng chú thức sớm á, chú cầm mấy cái son chảo đó, quả nó bu cái chú đập bon là nó bay. Còn này mấy đứa này 10 giờ nó chưa thức nữa thì nó ăn mệt nghỉ luôn rồi. Đâu có còn nữa. Tesla này loại mắc tiền ha? Dạ, anh bắt order. Trăm mấy hả? Như 107 mà anh order 2 năm mới được. Wow. Dạ. Rồi. Con đưa cái thùng kia. Đổ này vô thùng ha. Dạ. À quên nữa. Có 4 cái này đặc biệt nè. Quên. Xích chút nữa. Đây, 4 này đặc biệt. Rồi, để chú tiếp bước ra. Cái này là dở, phía sau là dở lên luôn phải không? Cái này chắc bỏ một trước. Nè, bỏ một trước. Cái này à, dở lên luôn. Dạ. À ha. Chỗ này mở lên này. Đã. Dạ. Còn cái sao mà cái băng ghế cho nên nó hơi bị nhỏ. À ha. Dạ. Để con mua thêm 2 cái băng ghế. Ok. Ừ. Tưởng là mua mắc công còn mướn thì hết hàng thì cả. Dạ. Rồi. Cảm ơn chú. Không có gì. Chú hôm nãy là ăn gì hết hả? Trời ơi, có thiếu gì kìa. Nhắc Nguyên coi chú muốn review thuốc bà tử á, cái generic cho Nexium á, cái loại viên xanh đó. Ờ, để con gọi ra ngoài này. Ok, chiều hay mai gì chú ghé lấy. Dạ. Ok. Dạ.